Thưa quý vị, thưa các bạn, khu vực biên giới là một địa bàn trọng yếu, đóng vai trò là phên dậu của quốc gia. Với đường biên giới trên đất liền trải dài hơn 5.000 km, bao gồm nhiều cửa khẩu với các nước láng giềng như Trung Quốc, Lào, Campuchia. Thời gian qua, thương mại biên giới đã tạo điều kiện cho các địa phương phát huy thế mạnh và liên kết cùng các tỉnh, thành phố, dần tạo nên những khu vực kinh tế vùng biên năng động, có thế và lực cạnh tranh trên thị trường. Nhiều địa phương đang trở thành cửa ngõ quan trọng cho xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam và các nước trùng biên giới. Thực hiện kế hoạch của Chính phủ về chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới, tỉnh Lai Châu đã ban hành kế hoạch về chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo kế hoạch này, tỉnh sẽ phát triển cơ sở hạ tầng thương mại biên giới đồng bộ với kế hoạch phát triển các cửa khẩu, đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông, trạm kiểm soát liên hợp, trụ sở làm việc và nhà ở công vụ cho các lực lượng quản lý nhà nước, khuyến khích, thu hút đầu tư, chợ cửa khẩu, trung tâm thương mại, bến bãi, tập kết phương tiện và hàng hóa, kho ngoại quan, kho đông lạnh, cửa hàng miễn thuế, cửa hàng giới thiệu sản phẩm, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa của các cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng, cửa khẩu U Ma Tu Khòn và các lối mở biên giới. Cùng với đó là đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp chợ biên giới để đáp ứng nhu cầu trao đổi, lưu thông hàng hóa tại khu vực biên giới. Ưu tiên phát triển các khu điểm chợ có khả năng phát triển thành các cặp chợ biên giới như Poto Việt Nam, Cửa Cải Trung Quốc, Xì Choang Việt Nam, Dền Suối Thàng Trung Quốc. Ủy ban tỉnh Lai Châu đã tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện thì cũng đã đạt được một số kết quả, như là đã đầu tư xây dựng các cái điểm chợ và kêu gọi thu hút các nhà đầu tư vào phát triển hạ tầng thương mại biên giới. Như nhiều địa phương có đường biên giới khác, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển hạ tầng biên giới như sửa chữa, phát triển các cặp chợ biên giới, các khu cửa khẩu, khu trung chuyển hàng hóa, thì việc phát triển hạ tầng logistics được tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm. Với tiềm năng phát triển kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực như công nghiệp, nông lâm nghiệp, du lịch, thương mại dịch vụ, đặc biệt là kinh tế cửa khẩu đã tạo nên những điều kiện rất thuận lợi để Lào Cai thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics, trở thành cầu nối quan trọng trong phát triển kinh tế của Việt Nam và các nước ASEAN với tỉnh Vân Nam và khu vực phía Tây Nam của Trung Quốc. Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị thì đã xác định là tỉnh Lào Cai sẽ phát triển thành trung tâm của vùng, trung tâm kết nối giao thương giữa các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc. Thứ hai là tỉnh Lào Cai cũng là một trong những tỉnh đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái quy hoạch tỉnh. Thì đây là căn cứ để tỉnh Lào Cai sẽ triển khai thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng về thương mại biên giới. Thứ ba nữa là Lào Cai thì có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các cơ sở hạ tầng thương mại mang tính chất kết nối vùng. Mặc dù đã tập trung triển khai phát triển hạ tầng thương mại biên giới, tuy nhiên trong quá trình triển khai, các địa phương cũng gặp một số khó khăn nhất định. Hiện nay thì những cái cơ sở hạ tầng thương mại mang tính hiện đại thì chiếm cái tỷ lệ vẫn còn nhỏ và tập trung chủ yếu là trên các khu vực đô thị như thành phố Lào Cai và thị xã Sapa. Thứ hai là cái hạ tầng thương mại mang tính chất kết nối vùng, kết nối khu vực như là chợ đầu mối nông sản hay là trung tâm logistics thì cũng chưa được đầu tư. Và cái khó khăn thứ ba liên quan đến cơ chế chính sách về phát triển hạ tầng thương mại hiện nay thì vẫn còn thiếu và chưa được sửa đổi bổ sung kịp thời. Chúng tôi đề nghị Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để cân đối bố trí đủ nguồn lực để triển khai cái quyết định 259 của Thủ tướng Chính phủ cũng như các đề án của địa phương về phát triển hạ tầng thương mại biên giới trong thời gian tới. Theo các chuyên gia thương mại, để thúc đẩy phát triển kinh tế tại các khu vực cửa khẩu, đòi hỏi các cấp, ngành cần nhanh chóng khắc phục những rào cản, tạo điều kiện thuận lợi cho người và hàng hóa qua biên giới. Tiếp tục đổi mới chính sách quản lý xuất nhập khẩu, đơn giản hóa các thủ tục hải quan theo chuẩn quốc tế. Đẩy mạnh thực hiện các chính sách thu hút đầu tư thông thoáng hơn, tăng cường đầu tư vào kết cấu hạ tầng. Ở tầm vĩ mô, cần triển khai xây dựng các văn bản pháp luật làm cơ sở cho việc thu hút hoạt động đầu tư, nhất là tại các khu kinh tế cửa khẩu, phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ cho các hoạt động thương mại tại khu kinh tế và thông thương tại cửa khẩu quốc tế, hỗ trợ, ưu đãi các nhà đầu tư vào những địa bàn biên giới, vào các lĩnh vực
như chế biến nông sản, thủy sản, chăn nuôi gia súc lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội xúc tiến thương mại đầu tư trên địa bàn.